Được sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, Việt Nam đã sản xuất thành công vaccine sởi rubella. Và từ đầu tháng 4 năm 2018, loại vaccine này đã chính thức được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo đúng lịch tiêm chủng mở rộng, ngày hôm nay tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội, nhiều phụ huynh đã đưa trẻ đến tiêm chủng. Dù biết lần tiêm này, trẻ sẽ được tiêm bằng loại vaccine được sản xuất trong nước, nhưng do được các nhân viên y tế tư vấn rõ ràng, nên các phụ huynh rất tin tưởng vào mức độ an toàn của vaccine nội. Là đi tiêm thì mình cho cháu đi thì mình cũng rất là yên tâm. Thì đến đây thì các chị cũng rất là nhiệt tình, hướng dẫn tiêm cho cháu. Trước khi đến đây tiêm thì em đã có được nhận được giấy mời tiêm ấy. Với cả các cô đã tư vấn là mới có loại sởi vaccine sởi rubella do Việt Nam sản xuất, được cấp phép lưu hành từ năm 2017, chỉ áp dụng cho mũi tiêm thứ hai khi trẻ được 18 tháng tuổi trở lên. Mỗi bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng đều được thông báo và tư vấn trước về loại vaccine này. Tất cả các cán bộ tại trạm đều đã được tập huấn trước khi đưa loại vaccine mới vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Cái vaccine mà được Việt Nam sản xuất này thì bây giờ cái công nghệ sinh học của Việt Nam nó cũng tương đối phát triển, thì tôi nghĩ là cũng có thể yên tâm được với cái vaccine hiện tại bắt đầu sử dụng này. Được biết, trước khi đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, loại vaccine này đã được thử nghiệm lâm sàng tại Hà Nội và Hòa Bình với hơn 700 người từ 1 đến 45 tuổi. Theo nhiều nghiên cứu, loại vaccine sởi rubella có hiệu quả đến 95% ở trẻ em. Việc chủ động nguồn cung cấp vaccine sẽ giúp việc tiêm chủng được thực hiện đúng lịch, tăng hiệu quả phòng bệnh. Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam có 4 nhà sản xuất vaccine và có thể sản xuất được 12 loại vaccine.